năm nay chúng tôi đưa ra một dòng bánh trung thu mới đó là bánh trung thu phủ vàng 24k sẽ rất được thị trường nơi đây chào đón chúng tôi đã làm những chiếc bánh trung thu rất tận tâm bánh trung thu của chúng tôi có 6 vị đó là hạt sen đậu đỏ trà xanh khoai môn ngũ vị và sầu riêng mỗi vị đều có một khổ vị đặc biệt riêng